Thưa quý vị và tất cả các bạn, trong suốt thời gian vừa qua, chuyên mục Hỏi Xoáy Đáp Xoay đã nhận được rất nhiều những câu hỏi từ phía quý vị và các bạn. Có nhiều người hỏi và có những người hỏi nhiều câu. Nhưng mà một trong những thắc mắc nổi bật nhất của khán giả gửi tới đó là thắc mắc về giáo sư ạ. Không hẳn về đời tư mà lại về vẻ bề ngoài. Tức là mọi người thắc mắc rằng là giáo sư mặc dù đã để tóc dài, đeo kính và để râu, nhưng trông giáo sư vẫn còn trẻ lắm. Vâng. Thì cũng không giấu gì quý vị khán giả cũng như là anh Trần Xoáy, thì tôi năm nay cũng mới có hơn 30 một chút. Hơn 30 một chút. Vâng. Xin hỏi giáo sư là giáo sư nghiên cứu khoa học được lâu chưa ạ? Tôi nghiên cứu khoa học được gần 30 năm rồi. Gần 30 năm. Hơn 30 tuổi mà nghiên cứu khoa học gần 30 năm, tức là giáo sư nghiên cứu từ hồi còn rất ít tuổi, 1-2 tuổi gì đấy ạ? Vâng. Thì cũng thực ra là cái thời đấy thì tôi cũng chưa có một cái ý thức rõ ràng trong cái việc nghiên cứu khoa học. Dạ. Thế nhưng mà theo như lời bố mẹ kể lại thì tôi cũng thường xuyên rất quan tâm đến những cái sự kiện, những cái sự vật xảy ra xung quanh. Chẳng hồi đấy tôi tập trung nghiên cứu chính là như là về cái hiện tượng thấm hút của tã lót chẳng hạn, ví dụ thế. Tôi đã hiểu rồi, hiện tượng thấm hút ở tã lót bởi lẽ là các em nhỏ là thường xuyên phải đóng bỉm. Dạ vâng. Dạ vâng. Thế giáo sư có nghiên cứu hiện tượng là từ trên giường phi đầu xuống đất không ạ? Có chứ anh. Tôi thử nghiên cứu 2 lần rồi đấy. Vâng. Vẫn còn sẹo đấy anh này. Dạ, dạ. Thực ra sau này đến lúc mà tôi lớn lên ấy, có điều kiện nghiên cứu thì tôi mới biết là nó gồm có 2 vấn đề trong đó. Vâng. Một là cái hiện tượng cân bằng lực. Vâng. Và 2 là lực hấp dẫn của trái đất. Giáo sư có thể nói rõ hơn không ạ? Khi mà anh không cân bằng lực được, lúc mà anh tập đứng, anh tập đi đấy. Vâng. Thì sẽ dẫn tới hiện tượng ngã. Vâng. Và sau khi ngã rồi thì nhờ lực hút của trái đất mà anh sẽ lao thẳng đầu xuống đất. Giáo sư cũng đang nghiên cứu rất kỹ càng vấn đề này.